Em bảo vậy vợ anh. Ủa đó. Nhưng mà mình sẽ vẫn đã cho đi vào quên lãng. Sao vậy? Anh làm sao ơi? Bạn nào đang bị chơi là nghèo hoặc là vừa bị mất ạc xong, úi giời đừng lo, đã có shop hotv.com tài trợ đây rồi. Ngại gì về giá cả, chỉ với giá 20k đổ lại, bao gồm cái phòng quay cực kỳ thú vị và đặc biệt nằm đây, shop của Thỏ cực kỳ uy tín và gió Thỏ làm chủ, nên anh em mình cứ quay đi đừng ngại. Còn chần chờ gì nữa, hãy truy cập ngay shop hotv.com nha. Thật là Sai. Anh ơi. Ừ. Ăn cơm chưa? Ăn uống gì? Anh dám nói chuyện với em vậy luôn hả? Mới nhậu xong. What the fuck? Ủa anh khỏi bệnh chứ mà nhậu? Khỏi bệnh nhậu thì nó có sẽ mạnh hơn có sao đâu. Anh khỏi bệnh chưa? Anh hết Covid chưa mà nhậu vậy? Nhậu bình thường mà. Nhưng mà nó bị đau họng mà còn nhậu nữa. Điên à? Chế độ sao sao? Lâu nhậu chơi rồi. Còn nhậu với nói em tiếng không? Nói ừ anh nhậu nha hay gì không có luôn. Hỏi. Nhớ nhậu ở đây mà nó đi đâu đâu. Mà hỏi em tiếng chưa? Tao miễu. Em ngủ mà. Em ngủ mà. Tại cứ ngủ, ngủ mới nhắn tin à. Cái máy để chơi chơi á. Thì có ngủ cái bộ đem lên thì nhậu. Mệt ghê á. Đã người ta lo cho sức khỏe rồi đó nhậu. Chén muốn nói nữa. Thỏ gắt quá chi rồi. Nhậu xíu. Ê có người nghe Thỏ nè mọi người. Thì nói đi nãy giờ im ghe nha. Dạ, dạ em nghe thì. Ủa nó tìm mất rồi mình giết nó. Chấm hỏi. Bị nổ đó nó chết chưa? Chết rồi. Ủa? Là đâu? Là đâu? Là chết ghê rồi, đừng có làm ồn coi. Là đâu? Ủa anh Giang đang xỉn đó hả? Ôi rồi. Thì nó nãy giờ mà nó nhậu có nói tiếng đâu à. Nó phải rồi. Hay lắm em. Nói gì vậy? Đâu? Anh nói gì? Hay sao được anh ơi. Đúng rồi, vợ của anh hay thiệt. Ace can kích tích nè. Chấm hỏi. Anh đang khen ai vậy? Mày khen vợ anh với ai trời? Vợ anh là ai? Nè. Chấm hỏi nè. Ủa anh Giang. Hả? Ngủ gầm cầu với anh Giang. Ôi là trời. Thôi ổng xỉn hồi cả ổng đi mọi người. Đi. Cái quần thể dục gì vậy? Ổng xỉn hồi cả ổng đi. Anh đó nha, anh bỏ cái tật mà kiểu nhậu không nói tiếng nào đi nha. Rồi mai mốt em làm cái gì em không nói tiếng anh đâu. Em biết rồi. Biết rồi cái gì, biết rồi cứ tái phạm hoài à. Có đâu. Ơ Thỏ ơi, tao đi đây xíu thôi. Nhưng mà nhưng mà đây Hidichi ơi, đi bảo vệ Như. Dạ em lại nè. Hidichi hả, sao không đặt là Shinichi. Chào mừng chị Conan. À ơi, thôi giờ anh áp ca rồi. Ủa gì hả anh? Phất vợ anh FK làm gì đây? Gì anh? Ừ. Anh ơi có địch lại kìa. Em bảo vệ vợ anh. Cái ủa gì vậy? Nhưng mà mình sẽ vẫn đã cho đi vào quên lãng. Sao vậy? Anh bị làm sao ơi? Cái gì vậy? Anh lộn rồi kìa. Ủa chẳng lẽ em anh cũng không nhận ra hả? Hả? Gì đây? Anh bị cái gì vậy? Ngay cả khi đi chơi còn nhận em, anh cũng nhận em luôn. Xin vĩnh biệt cụ. Không thấy đường. Ông ơi không thấy đường mà ít nhất có một bộ tóc hồng này nó cũng chói lóa này cũng thấy luôn trời. Bị gì vậy? Không thấy. Đây làm sao ơi? Không có ai xử mà đi, mà đi hôn, hôn lộn người ta đâu. Đó là chị em mà. Trời ơi. Không thấy đâu. Xỉn rồi mà mờ con mắt thôi không nhận ra mình là vợ mình luôn. Không nhận ra người yêu luôn. Hảo vậy. Anh xỉn rồi hả? Xỉn tới giờ luôn em. Xỉn mới đi làm gì đó. Ê tao quay lại ở đây. Chuyện gì vậy? Sao bu đóng này vậy? Anh Giang hôn lộn. Anh Giang hôn mày tưởng tao. Ok. Cái gì? Hảo.
Thảo người yêu. Thôi nhưng mà chắc ổng xỉn lắm mày ơi, chắc gì. Nhưng mà tự nhiên xỉn mà đến nỗi mà mình còn không nhận ra chứ người đó nhân vật em hả? Xài từ đó giờ rồi mà cũng không biết nữa. Nhưng mà có khi nào mày xỉn rồi mắt bắt kiểu mắt mày mờ mờ ảo ảo lão đảo á, cho nên là đâu có nhận cái ai đâu mà đâu có chắc chuyện đấy. Không ai mà xỉn đến nỗi vậy đâu. Còn mày nhìn ổng kìa, coi ổng. Coi. Dạ nghe anh sao vậy? Có, mày nhìn gì đó, mày chắc không? Thái được đâu anh. Không mà, không, em không tin đâu, không, không có chuyện mà. Bữa giờ anh xỉn này cũng nhận ra em mà. Sao hôm nay xỉn này đi nhận lộn như là em? Nói lộn. Vô lý luôn á. Ok ok, bây giờ nè, bây giờ anh ghét em là ai? Đây, em ở xanh này, em là ai? Em là ai? Ai mà biết được. Em hả? À? Đúng rồi à? Em mới hỏi chứ ai. Hoài bắt tục đó, hiểu rồi ha. Đó, bình tĩnh đó, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Anh xỉn rồi đó anh ơi, đừng anh. Rồi, mày là ai đó? Mày lại lại em khỏi khỏi anh dây coi mày là ai. Em là ai? Cái Hồng hả? Cái Hồng này như trai. Mày như trai. Không sao, không sao, Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Hảo, anh ơi, cái ok này mà. Rồi, rồi, cái thằng ở đây là ai đây? Cái thằng này là ai? Ngày bộ cũng như đúng không? Bồ em! Bồ em! Bạn này bồ em. Ok. Là bồ nhân hả? Bồ em, bồ thỏ. Khi đi chi bồ thỏ. Thỏ đây mà. Đúng rồi. Đúng rồi, đó là thỏ đó. Cái này là Như nè. Đây là... Nhưng mà cái này là bồ thỏ, ok. Thỏ có ai là bồ giá hết á. Mày cút mẹ mày đi xuống đất đi. Rồi xong. Xong rồi. Dạ. Thỏ ơi, bình tĩnh thỏ ơi. Chị thỏ ơi, từ từ chị thỏ ơi. Trông như chạy hả? Thảo Nguyên. Cái gì vậy? Trời thỏ bình tĩnh thôi. Người ta xỉn đó thỏ ơi. Trời ơi. Không ai mà xỉn nó nổi vậy hết trơn á. Sao nhớ chạy đâu vậy hả? Bò ở đây mà. Quẹo rồi đó nha. Thỏ mà. Quẹo rồi đấy. Không thể làm tính được luôn á. Diệu cũng nhận lộn nữa. Người yêu kiểu gì vậy? Ai yêu vậy trơn á. Alo Thỏ ơi. Cái gì? Cái gì bị gì vậy? Gì đâu? Thỏ trúng công bà nội. Cái gì nữa? Anh Giang giải thích đi. Ừ. Đi ra em sao ao lạ? Ghét ao được không? Đi ra ao. Em tự nhiên em mới nhơi bao chi vậy? Trước mặt em mà dám hôn Như, nhận lộn Như là em mới ghê á. Em làm gì nói với tay đi. Anh với Như với ấy chọc em mà làm gì đó. Chọc cái gì mà chọc? Đang cho anh hỏi CD hay DC coi. Đang cho anh mà. Thì thôi mà. Ngay cả CD chứ. Cả ba người đang cho anh mày đó. Ủa ngay cả DC cũng cho anh hả? Rồi. Ok, xác định, xác định ra khẩu quân đàn nha. Cay, ê, leo leo cay. Cay. Em bị dụ á. Thôi mà có gì đâu mà quạo em, trời anh đâu có gì đâu mà. Anh không quạo. Thì chồng chứ. Ủa anh này vậy? Anh ghen người như vậy hả? Trời cho mà không hay, không hay luôn trời. Tự nhiên anh xỉn đi mất mà anh không thấy hay sao á. Trời ơi. Anh thử vậy coi, anh thử cái này là sự thật coi, chia tay. Nói chứ là giả thôi mà.